này quen mới âm ly nha anh em ơi. Âm ly mình cũng còn có âm ly có còn nhiều nha nè. Âm ly 7 này là Pioneer nha, này chạy sò sắt này, mã đây, trên này hơi tối nha nè. Nói chung là máy âm ly 7 cũng còn nhiều nữa nha nè, mà răng này nên nào có chơi đài không nè, điểm qua nhanh nhanh này nè. Máy đài này là của Đức về nha nè, Hitachi nhưng mà của Đức về nha, của Universum nè. Máy đài này là lấy số lượng tính riêng anh em mày, anh em nào lấy số lượng đi tính, máy còn cỏ này tính 750.000 con này, nhưng mấy con này nè, mới này là 4 con này là đài bóng đèn âm ly, là âm ly 8 track này. Ở đây mình có một số cái mixer 7 nha anh em, Yamaha nha. Nó đây rẻ rẻ nha, nó đây thì hầu hết nó còn sống hết đó mà nó mất nút. Nó đây thì anh em ở đây chắc cũng còn gần chục con á. Lấy hết thì tính 400.000 con luôn. Giờ đấy chơi gì đấy chơi. Đây mấy cái âm ly Đức size dài này. Rundit này, IDT này có cassette luôn. Con này là cái đài nha anh em, đài của Đức. Này cái đàn. Này lo đồ thì mình cũng, con này vừa âm ly vừa có băng 8 chắc nha. Nó có cái đài Marantz đây. Có gì, đây kẹp loa. Kẹp này là kẹp canh tông. Mã đây này, anh em chụp lại cái mã Google nha. Ở đây nè, đây là Onkyo. Mấy con này là bán dẫn của Đức nè. Mình quay nhanh nhanh qua nha anh em. Cái này âm ly của Mỹ, Solidside. Nó có bằng 8 track, có đài luôn nè, mặt đài đây. Đây là mấy con đài không nha, thớt đài không. Mấy con này là của Rotel nè, mặt nhôm. Còn đầu cassette cũng còn nhiều nha anh em nè. Âm ly Sanyo nè. Máy của cổ này có máy mixer bàn nữa nè anh em, Yamaha. Đó, cái đây là đầu CD tích cam. Cái đây là Seaworld nha, cái đây là cassette. Này âm ly của Windit. Đàn này. Có mấy con đài có ra nhiều lắm anh em. Anh em lấy hết đây, đài có chục con. Tính nó là lấy hết anh em tính 270.000 con thôi nè. Nó là đời mới nhưng mà nó vẫn của Đức gì nha anh em. Nó đây nè, nhỏ này, bom bóc nhỏ này. Đây mình có một con RVC nữa nè anh em. Đó nói chung đồ đỡ bú xù anh em ơi. Mâm thang này, Telehuken này. Cái đầu là đầu Elri nha, mà hàng Đức gì nha. Nó còn bán dẫn. Đó. Này là máy xe đồ chơi nha, của Mỹ về nha nè. Hàng công về nè. Ở đây mình có một cây đàn ở chỗ đây nữa. Mâm thang. Kia đó một cái đài gì nữa nè. Đây có một cái cối đây của Ba Lan này nè, cối đó chạy tốt nha, bình thường nha, nó mất nét mũi vô đây. Đó, con này anh em chơi tính 3 triệu đứa nha, con này là hát tốt nha. Game bộ âm ly là hát. Đây mình có một cái bô nè. Nhưng mà nó mất remote rồi nha anh em. Quay cho anh em một số đấy để anh em tham khảo nha. Bên này là âm ly là nhiều. Đó, ở đây có cái đầu cầm Palladium này. Này của Đức điện 22 luôn nha, còn hát. Đó. Dưới đây có mấy cái cục đây nè, cục đây hàng bãi mà không biết nó cái gì. Cũng nặng lắm nha. Này nó đây nè. Rồi, ok anh em nha. Anh em chơi gì thì cứ inbox Zalo nha anh em. Zalo gắn số Zalo cho nha. Cái đồ thì cũng nhiều, nó không có chụp hết đồ đâu nha anh em. Mình cứ quay anh em thấy thích cái nào thì mình trả lời nha. Ở đây là CD nha, của Đức nha, Rundit này. Như con này là 1 triệu rưỡi này. Con này Sony mà chả biết của cái gì đây. Nó nhiều cục lạ nó, có đây Anten, có đây Driver. Cái này chắc là qua đây phải có cái không dây. Rồi chào anh em nha.